Dạ vâng, một xe Vios nhá. Đó, một chiếc xe Vios với cái giá tầm tiền chỉ có hơn 100 triệu một chút thôi, các bác đã có ngay mỗi xe được mệnh danh là lồi đồng cua đá rồi nhá, cực kỳ bền bỉ luôn. Dạ vâng, em chào các bác nhá. Tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho các bác xem một mẫu xe nữa đây ạ. À, các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và nút thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất mà bên em thường xuyên cập nhật nhá. Dạ vâng, trước mắt các bác là mẫu xe được mang tên là Toyota Vios. Một mẫu xe cực kỳ bền bỉ, khá nổi tiếng luôn. Động cơ có 1.5 thôi nhá. Đó, nên là mức tiêu hao nhiên liệu của dòng này là cực kỳ tiết kiệm luôn. Chỉ tầm 6 lít rưỡi đến 7 lít thôi trên 100 cây các nhá. Một cái dòng xe cực kỳ bền bỉ. Đồ đạc thì rất là nhiều luôn các nhá, đồ đạc của dòng này thì khá nhiều luôn. Sau đây em mời bác em xem phần nội thất nhá. Đây các xe này, đó. Gương kính chỉnh điện nhé, đầy đủ luôn ạ. Gương kính chỉnh điện này, kính auto này. Gương kính chỉnh điện luôn, đầy đủ luôn ạ. Nội thất rất là sạch đẹp luôn. Đây các xe này, nội thất này rất là sạch luôn. Trang bị màn hình âm thanh hay nhá, đó. Từ những phần vô lăng đây, các xe này, vô lăng này. Đó, vô lăng rất đẹp luôn. Nội thất rất là sạch sẽ. Keo chỉ zin cả xe, máy lổ cực kỳ êm luôn, chất lượng. Đây là táp ly này, các này, đằng sau này. Các bác xem này, bên trong này hơi mờ đúng không ạ? Keo chỉ nhá, ốc còn chưa tháo mở này. Em cũng tư vấn cho bác rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Đầu tiên thì các bác phải xem phần keo chỉ nhá. Có 4 cánh cửa và đằng capo và đằng sau cockpit có cái keo chỉ để các bác được phân biệt được xe có đâm đụng hay không các bác nhá. Đó, rất là quan trọng luôn. Dạ vâng, một mẫu xe được mang tên là Toyota Vios nhá, sản xuất năm 2007. Bên em chào bán mức giá là 129 triệu. Vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 656 nhá. Đó, quá rẻ luôn đúng không ạ? Cực kỳ chất lượng. Dạ vâng, tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết bằng văn bản đầy đủ cho bác là xe không đâm đụng các bác nhá, không ngập nước. Về cái chất lượng xe bên em thì các bác hoàn toàn yên tâm. Tại vì sao? Bên em luôn luôn tuyển chọn và test thử rất là kỹ những cái mẫu xe nhập vào. Xe phải thực sự đẹp, thực sự chất lượng thì bên em nhập vào các nhá. Ví dụ như các bác ở khu vực miền Trung nhá, đó, miền Tây, miền Nam, phí vận chuyển các bác thêm phí 5 triệu cho em nhé. Còn tất cả các khu vực miền Bắc thì lúc đó em sẽ tính tiền vận chuyển sau ạ. Sau đây em mời các bác em xem phần phong máy động cơ nhé. Đây ạ, để em lấy chìa khóa em đổ máy nhé. Màn hình đầy đủ nhé. Đó, màn hình cam lùi đầy đủ luôn. Đây, cái vải, cái túi bóng ni lông còn chưa bóc ra này các này. Đó, nói chung là xe còn cực kỳ chất lượng luôn này. Cam lùi lép căng này. Đó, âm thanh đầy đủ luôn nhé. Đó, âm thanh đầy đủ luôn ạ. Nói chung bây giờ các bác mua về là sẵn dùng thôi, không phải làm bất cứ cái gì nữa. Đây, cái vẻ bóng bây giờ các bác bóc ra là rất là mới luôn. Âm thanh đầy đủ nhá. Ôi, để em tắt nhạc đi nhá. Cảm ứng luôn này, để em mời bác em xem phần không máy động cơ. Đó, máy lổ rất êm luôn. Bên em kiểm tra rồi nhá, máy lổ êm, cả chất lượng luôn. Đây các bác xem này, răng đầu nó đẹp như cái thế này kìa mà, răng đầu đẹp không ạ? Đó, máy lổ êm này, lổ êm du luôn đấy ạ. Đó, toàn bộ những phần tinh bấm này các bác xem có đẹp không ạ? Đó, nguyên bản đấy các bác, đẹp ạ. Rất là êm luôn. Máy lổ êm cơ nhá. Đó, máy lổ êm luôn. Nói chung là bên em kiểm tra rất là kỹ rồi nhá. Nên là các bác yên tâm đi về chất lượng xe em. Có cam kết cho bác luôn. Dạ vâng, một lượt em xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn gặp lại bác video sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.